Mấy năm ba đó là Will Win á. Will Win tương đốc hơn Haru Kaio. Haru Kaio là đi làm cái gì ạ? Làm tương đốc hả ta? Là đi đăng ký. Will Win là người nước ngoài. Thì người nước ngoài sẽ đăng ký cái thẻ chứng minh thư người nước ngoài ở tại Hàn Quốc đấy. Tôi đi để làm cái thẻ chứng minh thư người nước ngoài. Đoạn hội thoại hôm nay chúng ta sẽ học về cái khai báo khi mà nhập cảnh. Khi nhập cảnh vào thì chúng ta có gì ạ? Có quét vân tay và chụp hình ạ. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái nội dung này là cái gì nhé. Chích quân là nhân viên này. Annyeonghaseyo. Yeokwon hago. Ipguk xin hồ sơ chuseyo. Nhập quân hộ chiếu và Ipguk xin hồ sơ là giấy khai báo nhập cảnh. Chuseyo cho tôi. Đây, yeogiseyo. Isumida. Vâng, đây ạ. Hàn Quốc đến 무슨 일로 오셨어요? Bạn tới Hàn Quốc là có việc gì? 고용허가제로 일하러 왔어요. Tôi đến để lao động. Họ theo chương trình EPS này. Oti에서 일하실 예정이시죠? Bạn định tới đâu làm ạ? 하구 공장에서 일하게 됐습니다. Là tôi được vào làm tại công ty nội thất Kaku Kung Trang, nhà máy làm về đồ nội thất. Sinh Quân nói ạ, 3년 계약이시네요. 3년 계약이시네요. 비자랑 서류 확인 되셨고요. Tôi đã kiểm tra xong cả visa rồi. 여기에 손가락 대주시고요. Mời bạn là quét vân tay ở đây hoặc là ấn cái tay vào đây, ấn cái ngón tay vào đây. 이쪽에 있는 카메라 보세요. À, hãy nhìn vào cái camera có ở phía này. Cái đấy là chúng ta khi mà nhập cảnh đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái đoạn hội thoại này nhé. 53과 외국인 등록을 하러 가요. 대화 1. 안녕하세요. 여권하고 입국 신고서 주세요. 네, 여기 있습니다. 한국에는 무슨 일로 오셨어요? 고용 허가제로 일하러 왔어요. 어디에서 일하실 예정이시죠? 가구 공장에서 일하게 됐습니다. 3년 계약이시네요. 비자랑 서류 확인되셨고요. 여기에 손가락 대주시고요. 이쪽에 있는 카메라 보세요. Chúng ta nghe lại một lần nữa. 53과 외국인 등록을 하러 가요. 대화 1. 안녕하세요. 여권하고 입국 신고서 주세요. 네, 여기 있습니다. 한국에는 무슨 일로 오셨어요? 고용 허가제로 일하러 왔어요. 어디에서 일하실 예정이시죠? 가구 공장에서 일하게 됐습니다. 3년 계약이시네요. 비자랑 서류 확인되셨고요. 여기에 손가락 대주시고요. 이쪽에 있는 카메라 보세요. Bây giờ mời Trang Hiếu đóng vai nhé. Đầu tiên là Trang đóng vai là Trích Quân, còn Hiếu đóng vai là Iban nhé. Nè. 안녕하세요. 여권하고 입국
신고서 주세요. 네, 그렇게 있습니다. 한국에는 무슨 일로 오셨어요? 고용허가제로 인하러 왔어요. 어디에서 인하신 애청이지요? 가구 공장에서 인하게 됐습니다. 3년 계약이시네요. 미장랑 서류 확인 됐었고요. 여기에 손가락 대주시고요. 이쪽에 있는 카메라 보세요. 조금 짱해. 조금 비자랑. 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 서류 확인 됐었고요. OK. Vẫn đóng vai như vậy ạ. Trang vẫn đóng vai Trích Quân và Hiếu vẫn đóng vai Ivan để thực hành lại cái đoạn hội thoại này. 네. 안녕하세요. 여권하고 입국 신고서 주세요. 네, 여기 있습니다. 한국에는 무슨 일로 오셨어요? 고용허가제로 인하러 왔어요. 어디에서 인하신 애청이시죠? 가구 공장에서 인하게 됐습니다. 3년 계약이시래요. 미차랑 서류 확인 됐었고요. 여기에 손가락 대주시고요. 이쪽에 있는 카메라 보세요. 네, 오케이. Bây giờ bạn Hiếu đóng vai là Trích Quân, nhưng bạn Trang đóng vai là Ivan nhé. Cử lại nhé. 안녕하세요. 여권하고 입국 신고서 주세요. 네, 여기 있습니다. 한국에는 무슨 일로 오셨어요? 고용허가제로 인하러 왔어요. 어디에서 인하신 여정이시지요? 가구 공장에서 인하게 됐습니다. 3년 계약이시네요? 아시네요. 미사랑 서류 확인되셨고요. 여기에 손가락 대주시고요. 이쪽에 있는 카메라 보세요. 네, 오케이. Chứ bây giờ thầy giáo đóng vai là Trích Quân, bạn Hiếu đóng vai là Ivan nhé. 네. 안녕하세요. 여권하고 입국 신고서 주세요. 네, 여기 있습니다. 한국에는 무슨 일로 오셨어요? 고용허가제로 인하러 왔어요. 어디에서 일하실 예정하시죠? 아, 인 예정이시죠? 가구 공장에서 인하게 됐습니다. 3년 계약이시네요. 비자랑 서류 확인 되셨고요. 여기에 손가락 대주시고 이쪽에 있는 카메라 보세요. 아, 뭐 짱? 짱 đóng vai là Ivan. 네. 안녕하세요. 여권하고 입국 신고서 주세요. 네, 여기 있습니다. 한국에는 무슨 일로 오셨어요? 고용허가제로 인하러 왔습니다. 인하러 왔어요. 어디에서 일하신 예정이시죠? 가구 공장에서 인하게 됐습니다. 네, 3년 계약이시네요.
피자랑 서류 확인 되셨고요. 여기에 손가락 대주세요. 또 아, 손가락 대주시고요. 이쪽에 있는 카메라 보세요. 오케이. 부탁해 lại một lần nữa nhé. 53과 외국인 등록을 하러 가요. 대화 1. 안녕하세요. 여권하고 입국 신고서 주세요. 네, 여기 있습니다. 한국에는 무슨 일로 오셨어요? 고용 허가제로 일하러 왔어요. 어디에서 일하실 예정이시죠? 가구 공장에서 일하게 됐습니다. 3년 계약이시네요. 비자랑 서류 확인되셨고요. 여기에 손가락 대주시고요. 이쪽에 있는 카메라 보세요. 네, 기대하다 là đợi hoặc là mong đợi. 기대하다 thì trong chắc là trong phần luyện tập chúng ta sẽ gặp từ này. Đây chúng ta sẽ xem về cái trình tự nhập cảnh của chúng ta khi mà lên máy bay xong thì xuống máy bay ở bên Hàn Quốc thì sẽ làm thế nào nhé. Visa hoặc là sa chừng. Sa chừng là cái code, còn visa là nó là cũng là cái visa dán vào này, visa. Visa là ai gửi ngày tháng như thế nào vào, thường là visa sẽ có thời hạn 3 tháng ạ. Nhá. Yêu quân là hộ chiếu ạ. Yêu quân. Cái này chúng ta học từ bài 7 rồi đúng không ạ? Yêu quân. Yuho kigan, Yuho kigan là thời gian nhập cảnh ạ. 방금은 친정하다. 방금은 친정하다. Là đơn đăng ký xin visa. 방금 받다. Là nhận cái trả lời visa. 통역. 통역 là phiên dịch. Từ Canada sang ABC. Từ Hàn sang Anh. 입국하다 là nhập cảnh. Nhá. Tiếp theo chúng ta có một số cái từ vựng ạ. 입국 심사를 받다. Đây là điều tra nhập cảnh. Khi nhập cảnh người ta sẽ hỏi mấy vấn đề này. Như kiểu là bạn đến đây là có việc vì sao lại đến Hàn Quốc. Bạn tên là như thế này đúng không? Ngày tháng năm sinh của bạn như thế này đúng không? Người ta sẽ hỏi như vậy đấy. Tiếp theo. 입국이 금지되다. Đây là cấm nhập cảnh. 취업 교육은 받다 là nhận khóa học đào tạo về nghề nghiệp. 작업장에 배치되다 là thử việc tại nơi làm việc. Test ấy, nhá. Thì đây chúng ta có cái đơn đăng ký nhập cảnh đây ạ. Kim Phúc Sinh Cô Sơ. Đầu tiên là sân, ý đơn. Cái này thì chúng ta viết rồi. Sân là họ này, ý đơn là tên này. Phúc trước là nghề nghiệp là quốc tịch này. Nếu con vân hô là số hộ chiếu này. Im cung mục trước là cái mục đích nhập cảnh này. Trang Nino đi là ngày sinh, ngày tháng năm sinh này. Ở sông Biên là giới tính này. Phiên ghi phiên miên tức là số cái tên của chuyến bay. Phi cha phan heng phu gì cái thủ đô mà cấp cái thủ đô mà ban hành cái visa là cái đô thị mà ban hành ra cái visa này là ở đâu. Đấy. Những thông tin này sẽ điền sẵn trong tờ khai nhập cảnh rồi. Thế bây giờ mời các bạn đọc lại ạ. À, mời bạn Hiếu với bạn Trang đọc lại nhé. Đọc cũng nhé. Mời bạn Hiếu đọc chưa? Y Pi Cha Pha Trừng Dơ Quân Yu Yô Kỳ Càng Yu Yô Yuyo Kigan Bangkuban Sinjang Hata
만급 받다. 통역 아 통역 통역 입국하다. 입국심 입국심사를 받다. 입국이 금지되다. 취업 교육은 받다. 자격장에 배치되다. còn cái cuối càng còn cái cuối ạ, ít phút xin cô sơ đấy ạ, ít phút xin cô sơ. Thì bạn Hiếu có đọc được những cái từ vựng bên cạnh luôn không ạ, có nhìn thấy không ạ? Từ vựng nào? Không. Ít rum à, irum. Irum này. Cúc chất. Cúc chất này. Hơi bé tí. Cúc chất. Giơ quân bên hồ. Íp cúc. Íp cúc móc chất. Sang niên. Sang niên quân in. Nghe quân in. Sân biên. Pi hàng kỳ thiết biên. Pi cha. Picha pan heng to si. To si là đô thị. Còn pan sen là phát hành. Visa là visa. Cái đô thị mà phát hành ra cái visa đấy là tỉnh nào. Ok, bây giờ mời Trang. Nè. Icha sa chung. Yo quân. Yu. Yu hiu si gan. Ban cư pân. Ki gan em ơi. Yu hiu ki gan. Yu hiu ki can ban cư pân xin cho nga ta ban cấp bạc ta thông nhất ịp quốc hà ta ịp quốc xin xa đơn bạc ta ịp quốc kỳ cưng chi tuê ta chơi ấp kêu kêu yu cưng bạc ta chắc ấp trang e bạc chi tuê ta ịp quốc xin cô sơ. Ok. Mời Ngọc đọc anh Ngọc ơi. Picha sa chung yo quân yu yu ki can ban cư pin xin chung hà ta ban cướp bát ta thông yốc íp cu hà ta íp cúc sim sa rin pata íp cúc ki cum chi tuê ta truy ấp kyo yuk kyo yukun pata sa cấp trang e pe chi tuê ta íp cúc xin cô sơ. Ok. Ở đây chúng ta có một số cái quy trình đây ạ. Kurime manen pyeonun poki eseo kola neuseyo. Hãy xem gì ạ? Hãy chọn từ phần poki này để chúng ta điền vào cái biểu hiện đúng của bức tranh. Thì đầu tiên chúng ta có mấy từ như sau, ikukata là gì ạ? Mọi người íp cúc là nhập cảnh, íp cúc hoặc là nhập cảnh, íp là vào, là nhập quốc, được quốc ấy, nhập quốc gia gọi là nhập cảnh ấy. Thứ hai là chắc cấp trang ấy phe chi tuệ giả là từ việc ở công ty đúng không ạ? Chuyên cứu yếu quân phật tà là đào tạo về nghề nghiệp. Sa chứng ấn hoàn cấp phật tà nhận cái cấp phát visa. Visa. Nhận cấp phát visa nhé. Kulo keyaki chekel tuyệt là ký kết hợp đồng. Ký kết hợp đồng lao động.
Thì đầu tiên các bước như thế nào ạ? Đầu tiên là ký kết hợp đồng lao động đúng không ạ? Xong gì ạ? Nhận visa đúng không ạ? Xong đến gì ạ? Nhập cảnh. Xong đến đào tạo đúng không ạ? Hoặc cuối cùng với là gì ạ? Về xưởng đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ làm phần bài số 2. Đây bài số 2 ạ. Các bạn sẽ chọn cái đáp án vào đây nhé. Các bạn làm nhé. Mọi người làm xong chưa? Trang làm xong câu nào chưa? Em xong mấy câu đầu. Câu đầu ấy. Trang làm câu đầu này. Bạn Hiếu làm được câu nào chưa Hiếu ơi? Em mới xong câu đầu. Ồ thế à? Thế cùng nhau làm câu đầu nào. Nè. Hàn Quốc kê cam miên paro phê sai sơ in in ha in ha in heo anio ip ipak tam in tong an chue up kyo yu kul bak bat batayo ne batayo kyo kyo kul batayo ipak tam in tức là hai đêm ba ngày ở cái trung tâm quy lắp ấy. Ở trung tâm cuối lab ok
Tức là nếu mà đi Hàn Quốc ấy thì paro là ngay lập tức làm việc ở công ty à? Không. 2 ngày à, 3 ngày 2 đêm là trong 3 ngày 2 đêm ấy thì nhận cái đào tạo về nghề nghiệp ở tại cái trung tâm Colab ấy. Bạn Hiếu là nghe trung tâm Colab bao giờ chưa? Hôm trước thầy có nói qua. Rồi, ok, đúng rồi. À, tiếp theo câu số 2 này. Cái gì đó hay tê. Khi làm một cái gì đó, cô thông mua mua đồ bài đó. Khi làm cái gì đó thì thường hỏi cái gì? Đấy. 한국에 온 목적이랑 이랑 là và đúng không ạ? 체류 기간은 같은 것은 체류 기간 같은 것은 물어봐요. 아, 이제 người ta thường hỏi cái là giống như là thời hạn lưu trú và cái mục đích đến Hàn Quốc. Thì khi nào khi nào người ta hỏi như vậy ạ? 입국 심사. 아, 입국 심사. 네, 입국 심사 할 때 입국 심사할 때 보통 뭘 물어봐요? Khi mà các bạn nhập cảnh ấy, thì nó có đoạn là kiểm tra nhập cảnh thì người ta hay hỏi là mục đích đến Hàn Quốc và thứ hai là cái thời hạn đến Hàn Quốc là bao lâu. Thì ở trong cái hợp đồng mà khi các bạn được ký với lao động với chủ doanh nghiệp Hàn Quốc ấy, thì trong cái lao động đấy trong cái hợp đồng đó là người ta có rồi. Câu số 3 này. 입국 심사에서 실수할까봐 걱정이에요. Tôi lo lắng. 입국 심사에서 từ cái lúc mà kiểm tra nhập cảnh ấy, 실수를 할까봐 sợ là có lỗi. Cái này là sợ xảy ra lỗi nên tôi lo lắng. Nhá. Ở cái nơi nhập cảnh ấy, ở nơi điều tra nhập cảnh ấy, tôi sợ có lỗi gì đó nên tôi rất là lo lắng. 혹시 한국어를 이해할 수 없으면 cái gì đó 신청할 수 있어요. 혹시 한국어를 혹시 là 혹시 chúng ta dịch là dịch là gì trong tiếng Việt nó phù hợp. Đáng lẽ ra đấy. Đáng lẽ ra hoặc là chắc là đấy. Đây ạ, nếu bạn không thể hiểu được nếu bạn không chắc chắn hiểu được tiếng Hàn Quốc ấy, không thể hiểu được tiếng Hàn Quốc ấy, thì có thể yêu cầu cái gì ạ? Có thể yêu cầu cái gì ạ? Yêu cầu đào tạo hay là yêu cầu phiên dịch ạ? Thông dịch. Thông dịch. Thông nhất. Cái này không ai đọc là thông nhất đâu nhé em nhé. Đọc là thông nhất. Thông nhất. Viết là nhất thôi ạ. Đọc là nhất. Nhất. Thông nhất. Đấy là chúng ta lưu ý như vậy. Và câu số 4 này. Nhược quân. Yu hiệu kỳ gà ni. Ở man. Ăn nằm ăn nèo. Cái thời gian đây ạ, cái khoảng thời gian của hộ chiếu ấy, thời gian của hộ chiếu ấy, Ulma ăn nằm ăn nèo, không còn nhiều. Tức là hộ chiếu, cái thời hạn của hộ chiếu còn lại ngắn quá. Bởi vì cái hộ chiếu mình được 10 năm đúng không ạ? Hộ chiếu làm thì cái thời hạn của nó được 10 năm đấy. Thì đây là hộ chiếu, cái thời hạn còn lại của hộ chiếu ngắn quá. Nè. 그래서 vì vậy, 다음 주에 và còn sau 다시 cái gì đó 받으러 가려고 해요. Tôi định đi để nhận cái gì ạ? Nhận xin chân hay là nhận căn cước? Căn cước. Căn cước. Căn cước phạt tà đúng không ạ? Căn cước phạt. Nhận cấp. Tuần sau là vì vậy nên tuần sau tôi đi để xin cấp lại. Tôi định đi để xin cấp lại. Ok.
Cái hộ chiếu thì chúng ta nếu mà ai đi thi mà đỗ thì khi mà đỗ cái chúng ta làm hộ chiếu luôn ạ. Đặc điểm là ở Thái Nguyên thì làm hộ chiếu là yêu cầu là căn cước ạ, chứ không làm bằng chứng minh thư nữa. Các tỉnh khác thì cũng lưu ý ạ. Hiếu nhé. Vâng. Ở Thái Nguyên thì chỗ chúng tôi kiểu gì cũng phải làm căn cước xong mới làm được hộ chiếu. Chắc bây giờ ở đâu nó cũng thế. Ờ, chắc thế. Chắc bây giờ lớp mình ai cũng có căn cước hết rồi đấy ạ. Em chưa em có. Chưa không, mọi người làm đi ạ. Mọi người làm đi, bởi vì mọi người cứ bảo là nhiều khi ngại hoặc là cái này dùng vẫn được. À, dùng thì dùng vẫn, chứng minh thư vẫn được thôi. Một vấn đề là chỗ nó cập nhật một số cái đến lúc nó phiền lắm ạ. À, cho em hỏi cái là trên Thái Nguyên này, thành phố này anh mở lớp tiếng Trung chưa? Chưa, ai học anh học? Thực Duy, Quân, Dũng. À. Lớp tiếng Trung mở học lớp tiếng Trung để nó đi làm. Tiếng Trung để đi làm á? Vâng. Học tiếng Hàn mà đi làm, tiếng Trung đi làm được. À, Hồng Hải, chị Hương, chị làm quản lý trong đấy thì chị bảo học tiếng đi xong rồi chị sắp xếp việc cho. À, tìm liên kết Thái Nguyên theo chỗ nào? Lại qua Hà Ninh. Ừ. Quan trọng về cố gắng học. Chào chị, nếu mà đi làm gì học vẹt thì sung sướng làm được ao nữa thôi. Ui, học vẹt thì lên mạng tải cái giáo trình xong rồi về nhà mà học, quan trọng nhất là phần trăm. Ra ngoài anh có lớp trường thì bố mẹ nó lại gửi cho em bảo cuối tuần về đưa lên kiếm chỗ học, rồi lại hỏi em lại hỏi anh có lớp nào. Ừ, mình hiện tại không. Ok, mình tiếp tục nhé. Đây ạ, sang hội thoại số 2, Webin từng nốt chế độ. Đây là cái chế độ đăng ký của người nước ngoài. Thì khi mà chúng ta đăng ký cái chứng minh thư người nước ngoài ấy, thì chúng ta sẽ có thời hạn như thế nào, sau khi nhập cảnh trong vòng bao nhiêu lâu thì chúng ta cần phải làm cái thẻ căn cước ấy, làm cái thẻ chứng minh thư người nước ngoài như của căn cước của mình ấy. Nhưng họ sẽ ghi cái thời hạn ở trên cái căn cước đó. Đây, Kang Yeon Cha là người diễn thuyết này. Yeodawon thử đi các bạn ạ. Han Guk Ae Seo Shin Hu Nun Hu Chang Phat Ki Wi He Wi He Wi He Seo Nun Han Guk In Tung Nok Un Ha Seo Ya Ham Bi Da. Tức là khi các bạn để được cấp cách pháp nhân tại Hàn Quốc ấy, thì bạn phải đăng ký với công tư cách là công dân người nước ngoài. Wi Guk In Tung Nok Un Ha Seo Ya Ham Bi Da là phải đăng ký người nước ngoài. Đây là để gì ạ? Nhận được cái tư cách pháp nhân ở Hàn Quốc. Quê quốc in từng nước cơn hàn nên phàng bơ vơn hàn đan hàm gì đà là cái phương pháp mà đăng ký người nước ngoài ấy, thì rất là đơn giản. Quê quốc in từng nước cơn cái đăng ký người nước ngoài ấy, hàn quốc e từ rơ ô xin khu khu xin in y nè trong vòng 90 ngày sau khi nhập cảnh Hàn Quốc. In ha chi nen got geun joe jubi gu kwali samu joe kaseo ho ha chi men deumnida. Thì sau khi nhập cảnh Hàn Quốc 90 ngày ấy, thì các bạn đi đến cái nơi, tức là trong vòng 90 ngày sau khi nhập cảnh Hàn Quốc ấy, thì các bạn đi đến nơi là jubi gu kwali samu jo gần nhất. Đây ạ. Geun joe. Geun joe là gần ạ. Nhá, cái nơi làm việc ấy, gần nơi làm việc ấy. Nhá, các bạn đi đến, nếu mà đi đến cái chu đi quốc qua ly xong tô mà có ở gần nơi mà bạn làm việc ấy là được. Tương lúc ha chi tên nên khi mà đăng ký yêu quân qua sa chin thủ tràn hộ chiếu và hai bức ảnh kriko il ha ko ke xin cô sẽ sao cha từng nộp chứng minh cá chỉ có phải soi ra người ta và nơi làm việc ấy, bạn nơi bạn đang làm việc ấy
thao cho từng nông trường giấy phép đăng ký kinh doanh ở nơi bạn đang làm việc ấy, phải cầm theo. Tức là đi đăng ký thẻ người nước ngoài thì cần có hộ chiếu này, hai ảnh này, và cái giấy đăng ký kinh doanh của cái xưởng chúng ta đang làm. Nha. Quy kín từng nông trường ngân ban từ nên đến ban từ nên đến khi mà các bạn khi mà làm cái chứng minh thư người nước ngoài tham quan luôn đấy số số điều ga piro hầm gì cả là cần mất phí là 3 man luôn, cần mất phí là 3 man luôn các bạn nhé, 3 man luôn. Các bạn biết 3 man luôn là bằng bao nhiêu tiền Việt không? 3 man à? Đấy, 3 man. 3 man. 600. 6 triệu. 3 man là 6.000. 600. 600. Gấp 20. 3 man là 600. 600.000. Đúng. 3 man là 600.000. Krigo và Yukone Yuhyo Kigani Malio Teo Kengsinen Hashin Kengudo Hashi Wilkin Knok Chungun Hashoya Tinta Tinta Nen Sashindo Kok Ara Tushiki Paramida. Là và nếu mà cái hộ chiếu của các bạn hết hạn ấy thì cái trường hợp mà hộ chiếu của các bạn, cái thời hạn hộ chiếu nó hết hạn ấy, thì các bạn phải làm lại cái, các bạn phải làm lại cái chứng minh thư người nước ngoài. Và sự thật ấy nó đã xảy ra như vậy rồi, cho nên các bạn là cốc ara tushiki paramita nhất định các bạn phải nhớ. Được chưa? Cái đấy chúng ta lưu ý sang bên Hàn Quốc là như vậy ạ. Xin vô nâng. Đây ạ. Xin vô nâng phố trang phạt tà. Đây có tư cách pháp nhân đây, ở trên này. Xin vô nâng phố trang phạt tà. Phạt kỳ vì hè. Văn liêu tuyệt giả là hết hạn đây ạ. Văn liêu tuyệt giả là văn liêu tuyệt ơ. Hết hạn. Kháng xin là nào. Kenshin là mới ạ. Kenshin. Kenshin Hashita. Kenshin Hata. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe ông Kang Yeon cha này ông nói như thế nào nhá. Đề hoa 2. 여러분들이 한국에서 신분을 보장받기 위해서는 외국인 등록을 하셔야 합니다. 외국인 등록을 하는 방법은 간단합니다. 외국인 등록은 한국에 들어오신 후 90일 이내에 일하시는 곳 근처의 출입국 관리사무소에 가셔서 하시면 됩니다. 등록하실 때는 여권과 사진 두 장, 그리고 일하고 계신 곳의 사업자 등록증을 가지고 가셔야 합니다. 외국인 등록증을 만드는 데는 3만 원의 수수료가 필요합니다. 그리고 여권의 유효기간이 만료되어 갱신을 하신 경우에도 다시 외국인 등록을 하셔야 된다는 사실도 꼭 알아두시기 바랍니다. 대화 2. 여러분들이 한국에서 신분을 보장받기 위해서는 외국인 등록을 하셔야 합니다. 외국인 등록을 하는 방법은 간단합니다. 외국인 등록은 한국에 들어오신 후 90일 이내에 일하시는 곳 근처의 출입국 관리사무소에 가셔서 하시면 됩니다. 등록하실 때는 여권과 사진 두 장, 그리고 일하고 계신 곳에 사업자 등록증을 가지고 가셔야 합니다. 외국인 등록증을 만드는 데는
3만 원의 수수료가 필요합니다. 그리고 여권의 유효기간이 만료되어 갱신을 하신 경우에도 다시 외국인 등록을 하셔야 된다는 사실도 꼭 알아두시기 바랍니다. 네. 여러분들이 한국에게 한국에서 신분을 보장받기 위해서는 외국인 등록은 하셔야 합니다. 외국인 등록은 하는 방법은 간단합니다. 외국인 등록은 한국에 들어오신 후 90일 이내에 인하시는 곳 근처에 출입국 관리 사무소에 가셔서 하시면 됩니다. 등록 하신 때는 여권과 사진 인증 그리고 인하고 계신 곳의 사업자 등록증은 가지고 가셔야 합니다. 외국인 등록증은 만드는 때는 3만 원의 수수료가 필요합니다. 그리고 여권의 유효 기간이 만료되어 생경시는 하신 경우에도 다시 외국인 등록은 하셔야 된다는 사진도 꼭 알아 두시기 바랍니다. 네, 오케이. 뭐 bạn hiểu ạ? 네. 여러분들이 한국에서 신분은 보장받기 위해서는 외국인 등록은 하셔야 합니다. 외국인 등록은 하는 방법은 간단합니다. 외국인 등록은 한국에 들어오신 후 90일 이내에 인하시는 곳 근처에 출입국 관리 사무소에 가셔서 하시면 됩니다. 등록하신 때는 여권과 사진 두 장 그리고 인하고 계신 곳에 사업자 등록증은 가지고 가셔야 합니다. 외국인 등록증은 만드는 때는 3만 원의 수수료가 그리고
Yo pone yu ho yo ki kan ni man yo tue man yo tue sang sin nun ha sin kyung u e to ta si we ku kin tu ro kun ha si ya tuen ta nun sa sin to sa sin to kok ala kok kok kala to siki para 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 nida para nida para nida cái này á kok ara to siki para nida kok ara to siki para nida đây là cái nội dung mà cái người này muốn nói đến ấy, là cái việc mà chúng ta sau khi nhập cảnh Hàn Quốc là trong vòng 90 ngày ấy, thì cần phải đi làm cái chứng minh thư người nước ngoài. Và đi đến đâu để làm ạ? Đi đến cái Chuteku Kwali Samuso gần nhất ở nơi mình làm việc ấy. Thì ở mỗi một tỉnh nó đều có Chuteku Kwali Samuso đấy ạ. Nhá. Thì khi mà đi làm cái này thì cần cái gì ạ? Thì khi làm thì cần hộ chiếu này, hai ảnh này, ảnh chứng minh thư ấy ạ, chứng minh sa chin ấy. Và cái tham gia từng lớp chừng của cái xưởng đang làm nhá. Và kèm theo là phí là gì ạ? Xăm man luôn. Nhá. Lưu ý là đối với trường hợp mà có cái thẻ rồi nhưng cái hộ chiếu bị hết hạn thì cũng phải đi làm mới hộ chiếu, thì đồng thời là phải làm lại cái chứng minh thư người nước ngoài này nhá. Nhất định mọi người phải nhớ, không lại hộ chiếu hết hạn mà lại thẻ còn hạn, cuối cùng là người ta sẽ quy là hết hạn luôn đấy ạ nhá, bởi vì theo luật là phải làm lại. Đấy, cái nội dung các bạn nắm được, chúng ta cần nắm được là như vậy nhá, cái việc mà làm chứng minh thư người nước ngoài ạ. Tiếp theo ở đây chúng ta có một số cái từ vựng về Wekukin Tungnok, về cái việc đăng ký thông tin người nước ngoài. Thì đây là Chuteku Kwali Samuso. Chuteku Kwali Samuso là văn phòng quản lý xuất nhập cảnh nhé. Ví dụ như ở Thái Nguyên, ở Công an thì cũng có văn phòng quản lý xuất nhập cảnh đấy ạ. Nó là phòng quản lý xuất nhập cảnh ạ. Nhá. Tiếp theo, Wekukin Tungnok Eun Hara là đăng ký thông tin người nước ngoài. Sao cho từng lúc chừng xa vồn là bản photo của cái giấy đăng ký kinh doanh. Đây cái giấy đăng ký kinh doanh bản gốc này, bản gốc này, và đây là bản copy nhé. Studio là lệ phí khi làm cái này là mất 3 man won, 3 man won này. Và Wekukin Tungnok chừng là cái thẻ nó như thế này, thực tế nó giống như thẻ căn cước của chúng ta hơn nhé. Ở đằng sau ấy nó sẽ ghi ngày tháng, ngày hiệu lực. Tiếp theo, Phono Pyodun Pokta là lấy số. Rồi đi đến cái cơ quan đó chúng ta lấy số. Chimunun Tungnok Hara là đăng ký vân tay. Nhá. Khi các bạn đi làm cái chứng minh thư người nước ngoài sẽ là như vậy. Bây giờ mời mọi người đọc mấy từ vựng này cho thầy giáo nhé. Mời bạn Ngọc đọc này, Ngọc ơi. Chu thiếp cúc quan quan ni ro chu thiếp cúc quan ni so quê cúc kinh từng ro kinh hạ tạ sa dấp cha từng ro từng rốc hạ ướp sa ướp cha ta ướp cha từng rốc chưng sa pun pun su su rio quê cu kin từng rốc chưng pơn hô pio rin pop ta chi mu nin
tưng đốc ha ta. Quê cu kinh tưng đốc xin chân sơ. Ok, dưới này chúng ta có từ, từ cuối cùng là quê cu kinh tưng đốc. Cái này chúng ta đọc là tưng đốc nhé, chứ không phải tưng rốc đâu nhé. No. Cái chữ R trên đấy chúng ta đọc là N đấy ạ. Tưng đốc. Nhá. Vâng. Từng nốc. Sao mời bạn Hiếu ạ? Chú Nghiệp cúc khoa lý sổ. Vê cúc khiên từng nốc tương hạ tả. Sá chá từng nốc chân sa sa bồn. Su su rêu. Vê cúc khiên từng nốc chân. Con nô phiêu rừng bọc tà. Chí mô nâng tương nốc hạ tà. Vê khúc kiên tương nốc xin chân sở. Đây, ok. Mời Trang. Chú rít cúc quan ni sô. Vê khúc kiên tương nốc cơn hạ tà. Sa ấp cha tương nốc chân sa bồn. Su su rêu. Vê khúc kiên từng nốc chừng bên hồ phiêu rên bốc tà chim mù nên từng nốc ha tà quê cúc kín từng nốc xin chừng sơ từng nốc em ơi từng nốc từng nốc xin chừng sơ từng nốc xin chừng sơ quê kín từng nốc xin chừng sơ đây với mấy cái này chim mù nên từng nốc hạ tà chứ không phải từng rốc hạ tà, từng nốc chân chứ không phải từng rốc chân, nhá. Ok, tiếp theo chúng ta theo từng quy trình chúng ta làm như thế nào đây ạ? Đầu tiên là chúng ta xem mấy chữ phần poki này, chớp su phonorin pota là gì ạ? Là lấy số đăng ký đúng không ạ? Lấy số đăng ký. Chimunen từng nốc hạ tà là gì ạ? Đăng ký vân tay. Xin chân sơ đơn chê chú là tả và chúng ta là đưa đơn, chúng ta làm đơn và quê vũ kinh từng nốc chứng ân phạt tả nhận cái chứng minh thư người nước ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ điền như nào các bạn? Số một là chấp su buôn nô rừng phục tà. Cái gì cơ? Chấp su buôn nô rừng. Chấp su buôn nô rừng chia cả đôi, cả đôi câu sẽ thành như nào nhỉ? Tô vô dụ. Popio, cái này pop là vẫn đi với io nha, giống nhá. Popio. 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 Tiếp theo số 2 là gì ạ? Nộp đơn đăng ký đúng không ạ? Nộp đơn đăng ký. Nộp đơn đăng ký là nói như nào cả đôi câu Trang nhỉ? Nộp đơn đăng ký là xin chân sơ rân chê chun heo. Này, ok. Số 3 là gì Ngọc? 3 là chim mùn tưng nốc heo. Ok, chim mùn tưng nốc heo. Và cuối cùng, mời bạn Hiếu. Về cục kinh tương nốc chương ngân bà tài ổ. Đây, ok. Về cục kinh tương nốc chương ngân bà tài ổ. Thì cái quy trình của chúng ta là đầu tiên chúng ta đến là phô lô rưng phục tà, phục bài ổ. Sau đó là gì ạ? Xin chân sơ rưng, chờ chú rưng hề ổ. Sau đó là đăng ký vân tay đúng không ạ? Đó chính là chìm môn rưng
từng nốc heo và cuối cùng là quyên từng nốc chứng ấn ở đây đấy, theo có từng quy trình là như vậy. Tiếp theo ở đây ạ, chúng ta có một số cái hình ảnh ở đây ạ và chúng ta nối vào giúp thầy giáo ấy ạ. Đầu tiên số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 lần lượt là những từ gì ạ? Bức tranh số 1 thì chúng ta nối với chữ nào? Xin chân sợ. Hả? Xin chân sợ. Ồ, đây là quê của Kim Tung Lúc Trưng này em. Ờ, đúng rồi. Cái hàng chữ đầu tiên nó ghi trên cùng đấy. Mà... Rồi câu số 2. Bức hình số 2, cái bản copy. Báo cha tung lốc trên sabon. Đúng rồi, sabon. Sabon là bản copy, không có dấu má gì cả. Photo ra là được. Nhá. Tiếp theo, ba man là cái gì ạ? Susu rêu, đúng rồi. Tiếp cuối cùng là, cái thứ tư là gì ạ? Xin chân sơ. Đê, xin chân sơ. Còn cái cuối cùng là phân hộp phiếu. Phân hộp phiếu. Lấy phiếu ấy, nhá. Ở đây ạ. Y sĩ viên đô cha phán dân chế tàn ế tà răng tà răng miên cô yông hơ gà chế rô y cục hê rô y cục hê chiếc kiểu yông ơn. Tức là đây là người ta nói về cái quy trình mà đi sang bên Hàn Quốc làm việc thì chúng ta cái này thì chúng ta cũng vừa học xong đấy ạ. Nhá. Đây ạ, 20 ngày chế tan đi, ta thấy chưa? Quan trọng chế tan. Cái này theo như cái theo dõi 20 ngày này của Dung Ngư và Chế Rô thì cũng thế. Chiếu kiểu cơn phạt tân quyền kinh của lối trả nên chế cơn ô niên trong an khư kê chân gái hạch cổ là cái số lượng người lao động trong 5 năm gần đây là tăng lên. Các quan tả trên chế của dùng hợp gạch chế rô hành vô kê ổn ấn bố tù quyêu kinh khẩn lộ trả nên sáp trang e phê chi tuệ kỳ trần dân dớ sốc chi cá nê chiếc khiêu quân bản nhân đàn. Thì trước khi vào doanh nghiệp ấy, thì người ta đào tạo khoảng 16 tiếng làm việc. Y bác xa mì cá nê chiếc kiểu kế sở với học sinh cơ nội trả nên ý cục trần kế vô hàng vô cơ rơn phát xì trầm cơ hà vô hàng vô kế trích trang môn hòa hóa trang hoàng bằng dịch cần lô chuẩn bị bơ quân kế rốt hẳn khi buồn cho kinh hợp dân qua chế độ phản ấp an trần tưng kế hồn giả. Tức là trong 2 ngày 3 đêm thì học những cái đó, học những cái như là cái văn đây ạ, cái văn hóa khi làm việc này, kiểm tra về vấn đề tiếng Hàn này, rồi đào tạo về luật pháp ở mức độ cơ bản này, luật pháp chế độ ở vấn đề cơ bản và cái an toàn công nghiệp. Park In Sang Tefio Yi Sa Jang Ngân, cái ông Park In Sang ấy là đại diện cho những giám đốc ấy. Chiêu Kiều Yêu Quân Quê Quốc Kinh Cần Lô Trái Hăng Gu Chờ Cưng Tục Cô Trung Sô Kiều Pê In Điệp Nam He Sô Hà Mìa Cô Yông Hơ Cà Chế Trần Chạp Kê khi yêu ha yêu quạt tà tu quạt tà vô học kiếm hiện sơ học kiếm hiện sơ chiếu chiếu quân chung yêu sơn ngân kháng suy tà.
Tức là khi mà ông đại diện này ông bảo là cái việc còn đào tạo cho người lao động là rất là quan trọng trong việc mà để trước khi đưa lao động về nó có phần giúp đỡ rất là nhiều cho việc đáp ứng cái yêu cầu về nhân lực của doanh nghiệp. Thì ở đây chúng ta xem là những cái đào tạo gì ở trước khi dùng về giờ sử dụng này dùng cái nội dung mà đào tạo nhá, nội dung đào tạo là cái gì? Hangugo Kungu, những người mà học tiếng Hàn đây ạ. Hangugo Kungu Chichan Mun Hoa Hoa Sen Hoa Phang Sinh, cái văn hóa nơi làm việc và cái phong cách sống. Phục Yun Hoa Chế Độ là cái này ạ, là luật pháp và chế độ. An Chơn San Up An Chơn, đây là đào tạo về an toàn. Còn Kita là những cái khác đây ạ. Đấy là những cái nội dung cần thiết. Thì cái tiêu đề bài này đó là chính là gì ạ? Các bạn có thể đặt cho nó cái tiêu đề. Thì tiếp theo, cái về việc đăng ký thông tin người nước ngoài thì có Te Sang là đối tượng là người nước ngoài làm việc ở Hàn Quốc hoặc là làm việc học tập hoặc là cái gì đó ở Hàn Quốc, tức là có mục đích nhập cảnh rõ ràng thì sẽ được làm chứng minh thư. Như đây ạ. Những người thuộc các loại sau đây sẽ đăng ký được ạ. Người nước ngoài có ý định và được phép ở lại Hàn Quốc trên 90 ngày sau khi nhập cảnh thì cần phải làm cái chứng minh thẻ chứng minh người nước ngoài. Những người Hàn Quốc trước đây đã nhập cảnh quốc tịch nước ngoài sau khi mất đi người Hàn Quốc hoặc công dân nước ngoài sinh ra ở Hàn Quốc. Tức là người nước ngoài, người Hàn Quốc quay trở lại Hàn Quốc nhưng mà đã nhập tịch nước khác. Công dân ngoài được cấp tư cách lưu trú có ý định ở lại Hàn Quốc hơn 90 ngày kể từ ngày được cấp tư cách lưu trú. Đấy. Về thời gian thì sau 90 ngày thì sẽ làm cái thẻ căn cước thẻ chứng minh thư người nước ngoài này. Tiếp theo là công dân nước ngoài được cấp trạng thái thích hợp hoặc được phép thay đổi trạng thái ngay khi được thông báo về trạng thái mới. Nhá. Về địa điểm hồ sơ đăng ký đây ạ. Quan Han Chunibu Quali Sambuso Tonen Chun Changso Eso Xin Trân Chập Số Rất Hàm Gì. Thì cái này mình có thể là xin ở cái nơi mà Chun Changso hoặc là Chunibu Quali Sambuso là được. Về hồ sơ, về sơ lưu thì là Wilkin Từng Nốc Xin Trân Sơ là cái đơn đăng ký người nước ngoài. Thứ hai, Yêu Quân. Tiếp theo, Chứng Minh Sa Jin. Chứng Minh Sa Jin là ảnh chứng minh thư ấy. Thu Nè là hai tấm 3,5 x 4,5. Phi Chân Môn Chiếc là cái visa nhé. Kiêu Ngủ, trong cái trường hợp chúng ta phải đem cả visa nữa. Quê Quyên Tương Nốc Tương Hàn Tê Sao Cha Tương Nốc Sa Bồn Su Siro Ga Piro Hàm Hì. Thì ngoài ra chúng ta cần thêm là cái bản photo của cái giấy đăng ký kinh doanh của chủ xưởng và cái phí lệ phí là 3 man won ấy, vừa nãy chúng ta học rồi. Đấy là những cái nội dung về cái thẻ đăng ký người nước ngoài và những cái yếu tố khi nhập cảnh. Và bây giờ chúng ta sẽ làm phần EBS topic nha các bạn nhé. Hiếu Trang này, làm luôn nhé. Vâng. Các bạn sẽ chủ đọc hai cái câu hỏi này đi ạ. Hiếu Trang nên chữ gồm vua dân Hago Isimika. Người con gái bây giờ đang làm gì? Tu Salamun vua CTH Yegi Hago Isimika. Là hai người này đang nói chuyện về cái gì? Mua CTH là về cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ nghe. Quả EPS 토픽 듣기 1에서 2번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 한국에는 왜 오셨지요? 고용 허가제로 일을 하러 왔습니다. 네, 됐습니다. 이쪽에서 지문 등록해 주세요.
1번 한국에는 왜 오셨지요? 고용 허가제로 일을 하러 왔습니다. 네, 됐습니다. 이쪽에서 지문 등록해 주세요. 2번 한국에 가면 바로 일을 해요? 아니요. 일하기 전에 한국어도 공부하고 업무도 배워요. 또 일을 해요? 아니요. 2번 한국에 가면 바로 일을 해요? 아니요. 일하기 전에 한국어도 공부하고 업무도 배워요. 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 여권 유효 기간이 남았어요? 알맞은 대답을 고르십시오. 여권 유효 기간이 남았어요? 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 외국인 등록증을 만들려고 하는데요. 네, 신청서하고 여권, 증명사진, 사업자 등록증 사본 주세요. 두 개의 질문에 대답하십시오. 외국인 등록증을 만들려고 하는데요. 네, 신청서하고 여권, 증명사진, 사업자 등록증 사본 주세요. 두 개의 질문에 대답하십시오. 외국인 등록증을 만들려고 하는데요. 네, 신청서하고 여권, 증명사진, 사업자 등록증 사본 주세요.
Các em làm xong chưa? Trang xong rồi à? Nè. Em xong rồi. Rồi, ok. Ngọc xong chưa Ngọc ơi? Chưa đi ạ. Và chúng ta xem đáp án nhé. Phần câu 1 chọn thì mấy các bạn? Bỏ đi 3. Bỏ đi 3. Đúng rồi, câu 1 đi 3. Câu 2 chọn đi mấy ạ? 2. Bỏ đi 3. Câu 2 chọn đi 3? 3. 3. Câu 2 đúng rồi, câu 2 đi 2 nhé. Thế nên chúng ta nghe lại đoạn bài nhé. 1에서 2번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 한국에는 왜 오셨지요? Câu số 1 thì là tại sao bạn đến Hàn Quốc đúng không ạ? 고용 허가제로 일을 하러 왔습니다. 네, 됐습니다. 이쪽에서 지문 등록해 주세요. 야, 고소 뭐 상황이냐? 2번 한국에 가면 바로 일을 해요? 한국에 가면 바로 일을 해요? 여기 đến Hàn Quốc việc đầu tiên phải làm. Câu phải là đến Hàn Quốc làm luôn. Đến Hàn Quốc. Ờ, đến Hàn Quốc làm luôn chứ. Vào công ty làm luôn chứ. 아니요. 일하기 전에 한국어도 공부하고 업무도 배워요. 그럼 그건 phải học cái gì đấy? Học nghiệp vụ. À, đúng rồi. Chính xác. Đào tạo. Hai người này đang nói về vấn đề đào tạo việc làm. Rồi, câu 3 đúng không? Xin lỗi các bạn nhé. Tiếp theo. Câu 3 chọn gì mấy ạ? Y 4 á. Đây, câu 3 chọn Y 4 đúng không ạ? Người ta hỏi là hộ chiếu còn hạn công ạ? Thật ra vâng, còn ạ. Đây, vẫn còn thời hạn nữa. Câu 4 và câu 5 ạ. Người con trai này định làm cái gì? Câu 4 là chọn số 3. Số 3 đúng rồi ạ. Người con trai này định làm cái việc là đăng ký chứng minh thư người nước ngoài. Thế còn cái hồ sơ cần thiết ấy, ở trong cái hồ sơ cần thiết ấy mà không đúng đó là cái gì? Cái mà không đúng là cái gì? Xa chừng. Như quân cần, xin chân sơ cần, sao cho tương đốc, sa môn cần. Okay, cái này chúng ta biết rồi đúng không? Trong bài học chúng ta biết rồi. Tiếp theo. Phần này câu 1 chọn yêu ấy ạ. 1 ạ. 1 ạ. Rồi. Câu 2. Câu 2 chọn ý 2. Ipuk xin cô sơ. Ipuk xin cô sơ. Đúng rồi. Câu 3. Thông nhất. 1 ạ. 1. Thông nhất Piro Heo. Câu 4. Số 2. Số 2 đúng không ạ?
Đây công công cơ quan này cho nên ở cái nơi công cộng này, cơ quan công cộng này thì đầu tiên đúng không ạ? On sun sơ tê rô âm bù rừng on su y tô rốc để mà có thể làm được những cái nghiệp vụ, những cái công việc đầu tiên theo thứ tự thì gì ạ? Thì phải rút cái số, phải rút cái số đúng không ạ? Phải lấy số. Tiếp theo câu số 5 chọn cái gì ạ? Câu số 5 em chọn ý 4. Tương lúc trương ơn bản thân tề khi mà làm cái chứng minh thư người nước ngoài ấy. Ôn bản thân chi fucking haki vieso, tức là để kiểm tra bản thân mình đúng hay không. Sôn e ý nâng chi muôn nâng từng lúc thăm gì là thì phải có cái đăng ký vân tay để cho đúng bản thân với mình, phone in là cá nhân đấy nhé. Thì cái này chọn như 4 ạ. Thế các bạn đúng sai mấy câu ạ? Em được 8 câu. Em được 9 câu. Nhiều Hiếu được 9 thì càng 8 rồi. Ngọc được mấy Ngọc ơi? 6 câu. Ngọc 6 ạ. Ok. Hôm nay bài học chúng ta về nhập cảnh, kiểm tra nhập cảnh và cái thủ tục làm chứng minh thư người nước ngoài ở tại Hàn Quốc. Thì cái này các bạn chú ý khi sang cái đấy thì chúng ta sẽ làm. Hoặc là một số công ty, người ta, văn phòng công ty người ta sẽ đi làm cho. Chứ không phải cần các bạn phải làm đâu. Nhá. Ok. Bữa hôm nay chúng ta học đến đây ạ. Để suwa seyo. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 네. 잘 자요.